Thưa quý vị, chiều nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến ba cấp tỉnh, huyện, xã về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, Trưởng ban Chỉ huy Tiền phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Yên Thế, dự tại điểm cầu huyện Yên Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, dự tại điểm cầu trung tâm cùng dự có trung tâm chỉ huy 10 huyện thành phố và trung tâm chỉ huy các xã phường, thị trấn. Theo báo cáo do Sở Y tế trình bày, từ ngày 26 tháng 10 đến đầu giờ chiều nay, toàn tỉnh có thêm 267 ca mắc COVID-19. Đáng quan tâm là trong 3 ngày gần đây xuất hiện bình quân 40 F0 từ các chùm ca bệnh đã phát hiện và các chùm ca bệnh mới. Đến nay đã có 246 F0 đang điều trị tại tỉnh. Hầu hết các bệnh nhân ở mức độ nhẹ và không triệu chứng, không có mức độ nặng. Hiện tại, chùm ca bệnh ở thôn hạ xã Thượng Lan, Việt Yên cơ bản đã kiểm soát, chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng trong 8 ngày liên tục. Chùm ca bệnh tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng đã 3 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Còn 3 chùm ca bệnh huyện Yên Thế, Lạng Giang và Tân Yên đang có diễn biến phức tạp. Các chùm ca bệnh liên quan đến nhiều xã thị trấn khác nhau, nhiều ngành nghề có di chuyển tiếp xúc nhiều như công nhân, lái xe, học sinh, cán bộ viên chức, cán bộ y tế, kinh doanh, nhân viên, quán hát. Dự báo trong những ngày tới tiếp tục xuất hiện 30 đến 40 F0 liên quan đến các chùm ca bệnh là F1, F2 đã được cách ly. Người dân tại các khu vực đã phong tỏa trên địa bàn có thể xuất hiện thêm F0 ngoài cộng đồng. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương nhận định ổ dịch Thượng Lan nếu hết tuần này ổn có thể dỡ phong tỏa cách ly. Tuy nhiên dịch ở Yên Thế Lạng Giang lại diễn biến phức tạp, còn để xảy ra tình trạng lúng túng và buông lỏng trong quản lý chỉ đạo ở hai địa phương này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu xem xét trách nhiệm cấp dưới. Chúng ta lòng lẻo trong quản lý, cuối cùng tìm ra không phải có một quán hoạt động đâu, mấy quán hoạt động. Lạng Giang cũng không phải một quán hoạt động. Chúng ta thấy là là là, là, là chống dịch như chống giặc mà cuối cùng là giặc ở trong 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 lòng chúng ta, chúng ta cũng chẳng biết đến lúc đánh cho tơi bời rồi nó mới biết cả với nhau đây là cái bài học rất đắt giá tôi nhắc lại như thế để chúng ta phải từ nay chúng ta phải không để lặp lại cái cái câu chuyện đấy về các biện pháp tiếp theo chủ tịch Đó ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ta chỉ ta rõ đối với khu công nghiệp trước hết phải quan tâm chỉ đạo kiểm soát tốt phòng chống dịch không cho phép sử dụng lao động thời vụ nếu để xảy ra dịch kiểm điểm cơ quan quản lý nhà nước cho tầm soát các đối tượng phân theo cấp độ thực hiện xét nghiệm tầm soát củng cố cán bộ y tế thường trực tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Chủ tịch yêu cầu tiêm 100% công nhân mũi 1 và đẩy nhanh mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Công nhân trong các khu công nghiệp đến được các vùng dịch theo phân cấp có thể áp dụng hai cách. Một là cho ở nhà, hai là cho đi làm nếu doanh nghiệp bố trí được chỗ ở tại chỗ, không đi về riêng đối với công ty lắc xe giao phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách bố trí cho quay lại hoạt động thực hiện sàng lọc tầm soát chặt chẽ cấp độ cao đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với huyện yên thế đã thực hiện phong tỏa toàn huyện từ chiều nay đồng thời tạm dừng điều hành các hoạt động khác đối với chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên thế để tập trung chống dịch tạm dừng điều hành hoạt động ủy ban dân huyện đối với đồng chí chủ tịch ủy ban dân huyện để trí tập trung vào các nhiệm vụ phòng chống dịch thành lập sở chỉ huy tiền phương của tỉnh tại huyện yên thế do đồng chí phó tỉnh thường trực mai sơn làm chỉ huy trưởng để tập trung chỉ đạo yên thế phân đấu làm sao trong năm ngày nữa chúng ta phải cắt đứt được cái lây nhiễm trong cộng đồng và từ nay đến ngày mai phải thần tốc xét nghiệm cho toàn bộ người dân yên thế để trên cơ sở đó vẽ lại cái bản đồ dịch tễ của yên thế để lựa chọn cái trọng tâm trọng điểm trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có những cái chỉ đạo cho nó sát theo yêu cầu yên thế phải tổ chức thực hiện nghiêm cái quy định phong tỏa các đi y tế và xử lý nghiêm tất cả những cái vi phạm Đối với các đơn vị còn lại, thường xuyên cập nhật nắm chắc thông tin người trở về từ vùng dịch. Các trường hợp có nguy cơ cao như lái xe, shipper phải quản lý chặt chẽ. Từ bài học của Yên Thế, phải quản lý chặt chẽ đối với các thợ làm tại công trình xây dựng các huyện thành phố phải tăng cường giả soát hết số người từ Ninh Hiệp trở về. Các địa phương tùy từng tình huống bố trí cho F1 cách ly tại nhà để đảm bảo thích ứng linh hoạt phòng dịch trong tình hình mới. Phải tập trung phòng chống lây nhiễm chéo trong khung cách ly tập trung, tăng cường đẩy nhanh tiêm phòng vaccine, nhanh chóng nâng cao độ bao phủ, khoán trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị cấp xã trong quản lý quán karaoke, thực hiện cài đặt mã QR cho toàn bộ người dân.